Xin chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn làm website về một cái lĩnh vực du lịch, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tiếp tục làm cái project về giới thiệu về cái resort, là cái Paradise Resort. Thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn sâu lên được cái hình background, và tôi đã hướng dẫn các bạn làm một cái hình đổ bóng Guardian ở trên này như vậy. Đó, thì nếu mà các bạn nào chưa coi cái video buổi trước của tôi thì các bạn có thể vô cái kênh YouTube của tôi. Đây, các bạn vô cái kênh YouTube của tôi này, các bạn xem cái video hướng dẫn làm hiệu ứng đổ bóng với này Guardian CS, thì đây là cái video mà bữa trước tôi đã hướng dẫn này. Đó, thì bữa nay tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái project này. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là sâu lên cái test này. Thì cái test này tôi sâu lên, và đồng thời tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng animation cho cái test này. Đó, ví dụ như tôi đi phép này, đó thì cái test này nó sẽ từ từ nó sâu ra cho tôi như vậy. Đó, các bạn xem này này, đó đây là cái hiệu ứng mà tôi sẽ đi làm, và là các bạn có thể ứng dụng cái animation, ví dụ như cái web này thì cái chữ nó sâu từ bên phải và đi qua ra giữa như vậy. Đó, các bạn có thể ứng dụng cái animation vào việc làm cái project của các bạn. Đó, thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng animation cho cái test như vậy. Đó, thì tôi sẽ mở cái project này. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi tiếp tục viết code. Thì trong cái phần section này thì tôi sẽ có cái thẻ deep này. Thẻ deep này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng header intro. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó cái thẻ h1. Thì trong thẻ h1 này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng header center. Và cái nội dung thì tôi sẽ cho là kéo găm tu para chọn. Rồi theo tôi sẽ có cái thẻ A này. A này tôi sẽ cho nó cái href. Tạm thời tôi sẽ cho nó bằng thằng. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó cái class. Thì tôi sẽ cho là btr role. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái try, thì tôi sẽ cho là bằng button. Rồi cái giá trị thì tôi sẽ cho là roam down. Rồi bây giờ tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này, tôi đi phép này này. Đó, thì bây giờ nó đã show lên được cho tôi cái test, nó đang ở cái vị trí với góc bên bên trái như vậy, và nó bị che mà bờ như vậy. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là viết style CSS để chỉnh nó ra giữa và sâu bự lên. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái class này header intro này. Class header intro này, đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái mắc quick. Thì cái header intro này đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái mắc quick là bằng 800 pixel. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái mặt in là bằng auto để nó căn đều ra giữa. Rồi tích cho xây này. Rồi tôi refresh này này. Đó thì nó đã căn ra bên ngoài như vậy. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó cái top là bằng 30%. Đó, tôi sẽ căn ở bên trên là bằng 30% như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái position là bằng trend tip này. Rồi tôi go save này. Rồi tôi refresh này này. Đó thì cái vị trí nó chuyển về lại cho tôi như vậy. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là Z index để cho nó cái layer này nó được lên trên, thì tôi sẽ cái layer về cái chữ nó sẽ được chuyển lên trên. Đó, tôi sẽ cho Z index bằng 1 này. Rồi tôi refresh này này. Đó thì cái chữ bây giờ nó đã sâu lên bên trên cái layer bên trên rồi này. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó mấy cái thuộc tính như là text align này, tôi sẽ cho là bằng center này. Rồi tôi cho save này. Rồi tôi refresh lại này. Đó thì cái bây giờ cái text nó chuyển ra giữa cho tôi như vậy. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó cái vertical align, tôi cũng cho là center. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó cái
màu chữ thì tôi sẽ cho là color, tôi sẽ cho là thăng FC 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 đó. Rồi theo thì tôi đi cho xây này. À, rồi theo tôi sẽ cho nó cái không quay, tôi sẽ cho là nighter. Rồi tôi đi cho xây này. Rồi bây giờ tôi sẽ refresh này này. Đó thì bây giờ cái màu chữ nó chuyển thành màu trắng cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì đây tôi lại có cái H1 thì tôi có cái class này header center như vậy. Tôi sẽ copy cái tên class này. Tôi sẽ đi viết cho style cho nó. Thì tôi sẽ cho nó cái font size cho nó bự lên này. Thì tôi sẽ cho là 6 đen. Rồi tôi cho size này. Rồi tôi refresh này này. Đó thì cái phông chữ nó đã bự lên cho tôi rồi này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái opacity, tôi sẽ cho là không này. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó cái là kim bottom là bằng 15 pixel. Rồi tôi cho size này. Rồi giờ tôi refresh này này. Thì hiện giờ thì ban đầu á thì tôi muốn cho nó cái opacity bằng không để mà nó trước khi làm hiệu ứng chạy á, thì tôi muốn là cho opacity bằng không, tức là nó đang ở trạng thái ẩn. Đó. Ví dụ như tôi muốn sau đây này thì tôi sẽ cho là bằng một. Thì tí nữa thì đến cái phần làm animation thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là chỉnh lại cái opacity này. Thì bây giờ tôi muốn cho cái chữ test này nó có thêm cái phần gọi là cho cái phần gọi là có cái phần đổ bóng shadow, thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì cái chỗ class header center này thì tôi sẽ cho cái class là test shadow, thì tôi sẽ cho nó là 3 pixel này, tôi theo là 3 pixel. Tôi theo là tôi sẽ cho nó cái màu của cái shadow là RGBA này. Rồi tôi sẽ cho nó là mode này. Rồi theo là tôi sẽ cho là 29 này. Rồi theo tôi cho là 29 này. Đó, tôi sẽ cho nó cái mã màu như vậy. Rồi theo tôi biết cho save này. Rồi giờ tôi refresh này này. Đó thì bây giờ cái chữ này nó có cái hình cái đổ bóng shadow này, trông nó sẽ nét và nó dễ nhìn hơn. Rồi tiếp theo thì cái button scroll down này thì tôi có cái class là btl role, thì tôi cũng đi viết style cho nó. Đó, tôi sẽ có cái class btl role ở đây. Thì tôi sẽ cho nó cái test decoration bằng lân để nó bỏ cái dấu gạch dưới đi. Tôi click cho save này. Rồi tôi defend này này, đó thì nó bỏ cái dấu gạch dưới cho tôi như vậy. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó cái background. Thì tôi sẽ có cái mã màu là RGBA này. Tôi sẽ có 121 này. Rồi theo thì tôi sẽ có cái 119. Rồi theo này tôi sẽ có 119. Rồi theo là tôi sẽ có là 0.5 này. Rồi theo này cái button này tôi sẽ cho nó cái border. Tôi sẽ cho là 1 pixel này. Rồi theo là kiểu border là solid này. Rồi theo tôi sẽ cho cái mã màu là thằng FFF này, màu trắng này. Rồi tôi cho save này. Rồi tôi refresh này này. Đó thì bây giờ các bạn thấy cái button scroll down thì nó bây giờ nó có style như vậy. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó cái padding. Tôi sẽ cho là 0.5 gram này. Rồi theo thì 1625 gram này. Đó. Thì tôi sẽ cho cái padding top bottom là 0.5 và nép right là 161,625 gram như vậy.
Rồi tôi cho save này. Rồi tôi refresh này này. Đó các bạn thấy cái style của bức ảnh bây giờ nó chỉnh lại cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái position bằng cái tip này. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái hay này. Tôi sẽ cho là bằng 2.5625 rem. Như vậy. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái font size là bằng 0.975 rem. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái color này là bằng thằng FFF đó. Rồi tôi đi cho save này. Rồi giờ tôi sẽ defect này này. Đó thì bây giờ cái button rundown của tôi nó chỉnh lại cái style như vậy. Rồi theo thì khi mà hover cho cái button rundown này này thì tôi sẽ chỉnh cái style cho nó khác đi. Tôi sẽ viết như sau. Thì tôi sẽ 2 chấm hover ở đây. Cái chỗ này tôi để là dấu một cái dấu 2 chấm thôi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái background này. Tôi sẽ cho nó cái mã màu là thăng D8C 3A7. Rồi tôi đi cho save này. Rồi giờ tôi đi phép này này. Rồi tôi hover này. Đó hover rồi thì nó chuyển cái màu background thành cái màu xám xám như vậy. Đó. Rồi bây giờ tôi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái hướng extension cho cái test và cái test là Welcome to Paradise Resort rồi transition cho cái button drawdown này. Thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì ở bên dưới này tôi sẽ có cái A cộng keyframe. Thì tôi sẽ có một cái gọi là test fly đi. Thì tôi sẽ có một cái gọi là giống như kiểu là một cái function. Thì tôi sẽ có from này, sẽ cho nó form từ cái thì tôi sẽ cho nó cái opacity này là không này. Còn tôi theo là tôi sẽ có cái to này tới cái tôi sẽ cho là giá trị tới là opacity tôi sẽ cho là 1 này đó. Rồi tôi cho save này. Thì ở bên trên cái phần header center này thì cái chỗ opacity này thì bây giờ tôi sẽ update lại thành là không này. Thì cái giá trị ban đầu opacity khi mà chúng ta vừa với vô trang ấy, thì tôi sẽ cho cái test nó sẽ bằng không rồi sau đó thì nó sẽ từ từ nó chạy và cái animation là cái test fly này và nó sẽ show ra cái chữ cho chúng ta thì tôi sẽ đi làm sau. Thì bên trên này tôi sẽ cho nó thêm cái animation này thì tôi sẽ gọi cái function là test fly và tôi sẽ cho nó chạy trong 2 giây này. Rồi theo là tôi sẽ cho cái giá trị là forward tức là chạy ra phía ngoài phía trước này. Rồi tôi go save này. Rồi cho tôi refresh này này. Đó thì các bạn thấy cái test nó từ từ nó chạy ra cho tôi như vậy. Rồi tiếp theo thì cái phần mà background này thì nó lại tự tự động nó chỉnh lại cho tôi xuống bên dưới này, này và nó để sâu lên một cái khoảng trống ở trên này thì tôi cần phải thêm cho nó một cái giá trị nữa. Thì trong cái header center này thì tôi sẽ cho nó cái bằng in top thì tôi sẽ cho là 0 pixel và tôi vô save này. Rồi tôi refresh này này. Đó thì bây giờ cái style nó như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi cũng apply cái animation cho cái button roll down này thì tôi muốn là sau khi nó show lên cái test này rồi sau đó thì cái button roll down này sẽ show ở phía sau thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì ở cái button drawdown này thì tôi cũng có cái animation là chữ chạy. Tôi copy chỗ này xuống. Rồi theo tôi sẽ cho nó thêm cái giá trị là animation delay. Đây tôi sẽ có cái giá trị animation này đây là thì tôi sẽ cho nó delay trong là 1 giây này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái giá trị opacity thì tôi sẽ cho nó cái opacity ban đầu thì tôi cho là không luôn. Đó, tôi tính go save này. Đó rồi, bây giờ tôi sẽ refresh này này.
Đó, các bạn thấy là cái test bên trên này nó sâu lên trước, sau rồi đến cái button drawdown này nó sẽ sâu lên sau này. Đó, bây giờ tôi đi phép này này. Đó, các bạn thấy nó sâu lên như vậy. Đó. Còn nếu mà các bạn nào muốn cái chữ Welcome to Resort này thì nó chạy từ bên trái màn hình ra giữa, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm sau. Thì ở cái chỗ cái hàm test slide này thì tôi sẽ cho nó cái margin net. Thì tôi sẽ cho là trừ 500 pixel. Rồi theo thì cái tool. Ví dụ như cái tool thì tôi sẽ cho là trừ 100 pixel đi. Đó. Rồi tôi go save này. Thì bây giờ tôi sẽ đi refresh này nè. Đó thì các bạn thấy cái chữ nó sâu di chuyển từ bên trái ra giữa màn hình đó. Đó. Đây là cái hiệu ứng chữ animation. Đó. Thì cái hiệu ứng mà tôi mong muốn là cái kiểu mà kiểu cũ thì tôi sẽ bỏ cái margin net này đi. Đó, nếu mà các bạn là muốn nó di chuyển từ bên trái màn hình hoặc là bên phải màn hình vân vân thì các bạn có thể chỉnh lại ở cái chỗ này. Rồi ngoài ra thì cái chỗ hàm test slide này thì để mà support được trên nhiều loại trình duyệt thì chúng ta nên có cái hàm a còng web keyframe. Đó, tôi sẽ có cái hàm a còng WebKit keyframe như vậy để cho nó support ở trên tất cả trình duyệt, thì các bạn nhớ là thêm cái này rồi đó, rồi tôi vô save này. Đó, bây giờ tôi sẽ đi defect lại trình duyệt này. Đó thì hiệu ứng nó vẫn sâu bình thường cho tôi. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm được cái hiệu ứng chữ animation, thì tôi sẽ tạo dựng video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng animation nâng cao hơn, phức tạp hơn là cái hiệu ứng animation cái kiểu sóng biển như vậy đó. Thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.